tiểu sử danh hài Tấn Bell. Danh hài Tấn Bell là một trong những danh hài nổi tiếng từ những năm thập niên 90. Trong sự nghiệp của anh đã mang tới cho thế hệ 8X9X nhiều kỷ niệm thông qua các tiểu phẩm hài. Chưa kể đến tính cách dí dỏm và tài năng diễn xuất của anh, chỉ riêng biểu cảm trên gương mặt cũng đủ làm khán giả cười sảng khoái. Tấn Bell tên khai sinh là Phạm Tấn Danh, sinh ngày 23 tháng 8 năm 1965. Tấn Bell được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật. Cha anh là nghệ sĩ cải lương Tấn Tài, nổi tiếng một thời với biệt danh Hoàng đế đĩa nhựa. Em trai của Tấn Bell là nghệ sĩ hài Tấn Bo, sau này hai anh em từng lập nhóm hài chung. Gia đình của Tấn Bell còn là bầu gánh hát Tân Thủ Đô, nên ngay từ khi lên 9 tuổi, anh được cha cho theo gánh hát và có cơ hội làm quen với bộ môn nghệ thuật cải lương. Năm 1977, đoàn hát của gia đình anh được giao lại cho Sở Văn hóa thành phố quản lý. Tấn Bell theo cha mẹ tới đoàn cải lương Bến Tre, sau đó là đoàn Sông Hậu. Năm 1981, khi mới 16 tuổi, Tấn Bell được giao cho vai diễn đầu tiên trong đời, vai Tấn Lực trong vở cải lương Phạm Công Cúc Hoa. Vai diễn của anh là một cậu bé bất hạnh luôn bị mẹ ghẻ đánh đập hành hạ, nhưng lại thường được linh hồn của người mẹ ruột là Cúc Hoa hiện về chăm sóc. Tuy là con nhà nòi có truyền thống nghệ thuật cải lương, nhưng trong anh sớm bộc lộ khả năng tấu hài. Đến năm 1992, sau hơn 10 năm đi diễn cùng các đoàn hát tại đồng bằng sông Cửu Long, Tấn Bell trở về biểu diễn tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh gia nhập và trở thành diễn viên hài chính của đoàn Văn Công thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như Diệp Lan, Minh Vương, Lệ Thủy và Hoài Thành. Thời gian này, anh để lại ấn tượng với khán giả qua vai Siêng trong vở Tuồng, Bàn Thờ Tổ, rồi Truyền Thuyết Tình Yêu, Một Chuyện Tình Buồn. Năm 1996, cải lương không còn ở thời kỳ đỉnh cao, Tấn Bell và Tấn Bo cùng nữ diễn viên hài Mỹ Chi thành lập một nhóm hài mang tên Mỹ Chi, diễn một số tiểu phẩm thành công như Cái Bang Thời Đại, Mộng Làm Ca Sĩ và một số tiểu phẩm khác. Nhóm hài của anh được đông đảo khán giả trong và ngoài nước yêu thích, được mệnh danh là Tam Kiếm Hợp Bích. Sau nhóm hài Mỹ Chi, Tấn Bell còn gia nhập nhóm hài Kim Ngọc và sân khấu kịch Sài Gòn. Năm 1998, Tấn Bell cùng người em ruột là Tấn Bo lập thành một nhóm hài riêng mang tên Tấn Bell Tấn Bo, diễn một số tiểu phẩm hài nổi bật như Lên Chùa Bán Nhang, Năm Nổ Về Làng, Rồng Vàng, vân vân. Năm 2003, khi chương trình Gala Cười do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, Tấn Bell và Tấn Bo đã góp mặt bằng tiểu phẩm hài Vì Sao Lên Chùa. Sau đó cũng với vở diễn này, Tấn Bell đã giành giải nam diễn viên hài xuất sắc nhất trong lễ trao giải Mai Vàng. Ngoài lĩnh vực sân khấu, Tấn Bell còn tham gia vào một số bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình, như vai Tuấn trong phim Khi Đàn Ông Có Bầu, vai Đông Tà trong phim Võ Lâm Truyền Kỳ, vai Hùng Sửa Xe trong phim truyền hình Mùi Ngò Gai và một số phim khác. Tháng 7 năm 2010, Tấn Bell lần đầu tiên được giao một vai chính trong bộ phim truyền hình dài 30 tập mang tên 30 Ngày Làm Cha. Năm 2010, tại lễ trao giải HTV Awards lần thứ 4, Tấn Bell đã giành được giải nam diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc nhất với vai Quân trong bộ phim Tình Án. Trong năm 2015, Tấn Bell cho ra mắt bộ phim Thám Tử Henry do anh làm đạo diễn kiêm diễn viên chính. Bộ phim được ra rạp ngay trong dịp Tết Nguyên đán 2015. Phim của anh được nhận xét là món lẩu vừa miệng, nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Năm 2017, anh tham gia vào phim ngắn Con Xin Hẹn Xuân Sau, anh vào vai ông chủ nhà khó tính. Về chuyện đời tư của Tấn Bell, anh nổi tiếng là thế, nhưng vợ anh lại là một ẩn số, vì Tấn Bell rất ít khi nói về vợ. Chuyện đời tư anh hạn chế chia sẻ với khán giả. Anh chỉ cho biết, vợ anh Phùng Thị Dung không dính líu gì đến showbiz, mà chỉ làm nội trợ hậu phương vững chắc để anh theo nghề. Tấn Bell nói, bà xã là người hâm mộ những vai diễn của mình, anh đã chinh phục người bạn đời bằng sự hài hước của mình. Gia đình anh Tấn Bell có cuộc sống gia đình ấm cúng cùng ba cậu con trai là Tấn Lợi, Tấn Lộc và Tấn Bình An. Hiện tại, sức khỏe của anh không còn được tốt như trước. Được biết, anh bị tai biến mạch máu não hồi giữa năm 2023, may mắn được người thân phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu. Sau thời gian điều trị, tình trạng Tấn Bell tiến triển tốt. Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Tấn Bell còn bị ngã cầu thang, rơi tự do hơn 10 bậc, bất tỉnh. Cú ngã gây chấn thương phần mềm,
khiến Tấn Bell bị đau nhức phần lưng và nằm khó khăn. Thời điểm đó, Tấn Bell cho biết không vào viện kiểm tra vì không thấy cần thiết. Lúc Tấn Bell gặp bạo bệnh, gia đình chưa lên tiếng vì không muốn làm khán giả lo lắng, đồng thời để giữ hình ảnh đẹp về anh. Nhưng gần đây, mạng xã hội lan truyền video nghệ sĩ dùng cơm trưa tại một trung tâm phục hồi trị liệu. Nhiều khán giả lo lắng khi dáng vẻ nghệ sĩ gầy gò được người quay video trao đổi về việc châm cứu, tập luyện. Tấn Bell chỉ đáp, khỏe, đồng thời vẫy tay chào khán giả. Do muốn tránh các tin đồn không hay, gia đình nghệ sĩ tiết lộ về tình hình sức khỏe của anh. Ngày trước, cha tôi luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh vui vẻ lạc quan, chứ không phải ngoại hình tiều tụy như bây giờ, con trai diễn viên nói. Đại diện gia đình cũng cho biết, không nhận quyên góp hỗ trợ từ khán giả. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!